Xin chào các chuyên gia cũng như là các quý đồng nghiệp thì đến với buổi trao đổi về điều trị ung thư phổi ngày hôm nay. Bác sĩ Phượng xin được trình bày một bài về hóa trị bổ trợ, điều trị bổ trợ trong ung thư phổi giai đoạn sớm. Về ung thư phổi thì theo số liệu thống kê của Global năm 2020, tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong ngày càng gia tăng và ung thư phổi là ung thư đứng đầu cả về hai giới, giới nam và giới nữ về tỷ lệ mắc cũng như là tỷ lệ tử vong. Gánh nặng của ung thư phổi thì càng ngày càng nhiều và điều trị ung thư phổi thì là một thách thức trong thực hành lâm sàng đối với các bác sĩ. Bệnh thì thường được phát hiện ở giai đoạn muộn. Phần lớn khi phát hiện thì đã có biểu hiện là di căn. Cải thiện trong điều trị ở giai đoạn muộn thì vẫn còn hạn chế. Các cải thiện trong điều trị ở giai đoạn tiến triển hoặc dạng di căn thì không giúp tăng tỷ lệ sống thêm 5 năm được nhiều. Phát hiện ở giai đoạn sớm thì rất là ít, tỷ lệ phẫu thuật được ở thời điểm chẩn đoán thường gặp ở thời điểm chẩn đoán thì thường là thấp. Tỷ lệ sống thêm 5 năm ở những bệnh nhân ngay cả khi đã được phẫu thuật rồi thì cũng chỉ khoảng 40%. Về lịch sử điều trị được bổ trợ ung thư phổi thì bắt đầu tiên là với hóa chất từ năm 2003 với các thử nghiệm của ALP hoặc là BLT với các hóa chất mà nền tảng là platinum. Trong suốt hơn 10 năm thì chúng ta cũng quay đi quẩn lại những cái tác nhân hóa chất và thêm được một số tác nhân hóa chất mới, và có một khoảng trống hơn 5 năm là không có cái phác đồ mới cũng như thuốc mới trong điều trị bổ trợ ung thư phổi. Sau đó tiếp tục xuất hiện những các thuốc điều trị đích và điều trị miễn dịch được khẳng định vai trò trong điều trị ung thư phổi mà giai đoạn tiến xa và di căn, thì các nhà nghiên cứu đã tiến hành các thử nghiệm để xác định vai trò của điều trị đích cũng như là điều trị miễn dịch trong điều trị bổ trợ ung thư phổi ở giai đoạn sớm. Quay lại với điều trị hóa chất thì phân tích cộng gộp LACE là một phân tích rất là lớn, gồm rất là nhiều các nghiên cứu trong điều trị bổ trợ ung thư phổi với phác đồ nền tảng là platinum. Thì trong nghiên cứu cộng gộp LACE này thì các phác đồ cơ bản là phác đồ navenibart, hóa trị bổ trợ đã cho thấy là cải thiện cả về thời gian sống thêm không bệnh cũng như là thời gian sống thêm toàn bộ ở 5 năm, OS 5 năm cải thiện được khoảng 5% so với lại bệnh nhân ở cái nhóm bệnh nhân mà chỉ có theo dõi đơn thuần. Nghe cái con số cải thiện 5% thì có vẻ ít, nhưng mà đây là phân tích cộng gộp với số lượng bệnh nhân rất là lớn nên cải thiện 5% cũng là một cái con số tương đối. Từ đó thì cái việc điều trị bổ trợ ung thư phổi đã thành thường quy đối với những nhóm bệnh nhân mà từ 1B cho đến 3A sau phẫu thuật. Về các nhóm thuốc hóa chất mới, đầu tiên chúng ta sẽ đi từ thuốc điều trị đích, các thuốc kháng TKI và sau đó sẽ đến thuốc điều trị miễn dịch. Với thử nghiệm adjuvant thì thử nghiệm này là thử nghiệm chứng minh vai trò của gefitinib là một thuốc kháng TKI thế hệ 1 trong điều trị bổ trợ ung thư phổi. Giai đoạn bệnh nhân trong nghiên cứu là giai đoạn 2 cho đến 3A với có đột biến gen là dương tính, bệnh nhân đã được phẫu thuật triệt căn, được chia làm hai nhóm. Một nhóm là dùng phác đồ tiêu chuẩn standard là Vincit với chu kỳ 3 tuần trong vòng 4 chu kỳ. Nhóm thứ hai là dùng gefitinib với liều 200mg hàng ngày và trong thời gian điều trị bổ trợ tương đối dài là 2 năm. Nhưng mà điều đáng tiếc thì kết quả của thử nghiệm adjuvant này cho thấy không có sự cải thiện về OS vượt trội của nhóm điều trị bằng gefitinib so với nhóm điều trị bằng hóa chất. Kết quả OS tương đương ở cả hai nhóm. Với cái thuốc TKI thế hệ 3 osimertinib đã chứng minh được vai trò trong ung thư phổi giai đoạn muộn tiến xa, đặc biệt là trên những bệnh nhân mà có di căn não, có đột biến gen thường gặp là exon 19 và exon 21, thì thử nghiệm ADAURA thiết kế thì có hơi khác một chút so với thử nghiệm adjuvant, tức là những bệnh nhân trong thử nghiệm ADAURA này thì sẽ được điều trị hóa chất chuẩn theo phác đồ có nền tảng được platinum từ có thể là từ 1 cho đến 4 chu kỳ hoặc là không điều trị chu kỳ nào tùy vào cái thể trạng bệnh nhân cũng như là chỉ định của bác sĩ. Sau khi kết thúc quá trình hóa chất bổ trợ thì sẽ chia làm hai phân nhóm, một nhóm là dùng placebo giả dược, còn một nhóm nữa là dùng osimertinib hàng ngày và thời gian điều trị bổ trợ cũng tương đối dài là 3 năm. Kết quả ban đầu của thử nghiệm ADAURA cho thấy cái sự cải thiện khá là ngoạn mục về DFS trên nhóm bệnh nhân giai đoạn 2 và 3A, cải thiện về DFS cả thời điểm 12 tháng, thời điểm 24 tháng cũng như là 36 tháng. Đến thời điểm 36 tháng thì 80% bệnh nhân trong nhóm mà dùng osimertinib là bệnh chưa có tiến triển, trong khi đó con số này chỉ bằng 1/4 ở nhóm mà dùng giả dược.
xét kỹ về các giai đoạn là giai đoạn 1B, giai đoạn 2 và giai đoạn 3A chia trên từng giai đoạn, thì thấy là với tất cả các giai đoạn từ 1B cho giai đoạn 2 và giai đoạn 3 thì osimertinib đều cho thấy vượt trội về DFS 2 năm so với lại nhóm mà dùng giả dược, đặc biệt là các giai đoạn 3A. Một chỉ số nữa của nghiên cứu đấy là chỉ số CNS DPS, tức là chỉ số sống thêm mà không có tiến triển về não. Vì chúng ta đều biết là TKI thế hệ 3 thì cái tác dụng lên trên não rất là tốt. Và trong cái nghiên cứu bổ trợ này thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân di căn não trong nhóm mà dùng osimertinib bổ trợ thì cũng rất là thấp. Thời điểm 36 tháng thì 98%, tức là gần như là 100% bệnh nhân là không có tiến triển về não. Đây là một lợi thế rất là tốt của TKI so với hóa trị. Tuy nhiên thì về OS dân số nói chung, chúng ta vẫn phải đợi kết quả OS cuối cùng. Có rất nhiều các thử nghiệm khác đang được tiến hành về các thuốc TKI trong điều trị bổ trợ, trong điều trị bổ trợ cũng như tân bổ trợ, với chỉ định với các thuốc mà có đột biến ALK thì có các thuốc như là crizotinib cũng được đưa vào điều trị bổ trợ cũng như tân bổ trợ trong các thử nghiệm. Alectinib cũng vậy. Còn gefitinib thì đã thất bại trong điều trị bổ trợ thì đã được đưa vào các thử nghiệm về điều trị tân bổ trợ. Osimertinib thì cũng có các thử nghiệm về tân bổ trợ, đấy là NeoAdara. Tiếp theo đến thuốc điều trị miễn dịch thì chúng ta cũng có rất là nhiều nhóm thuốc điều trị miễn dịch khác nhau, kháng PD-1, PD-L1, CTLA-4, và các thuốc này thì cũng đã có trong các thử nghiệm lâm sàng chứng minh vai trò trong điều trị bổ trợ cũng như tân bổ trợ. Nghiên cứu Empower 101 là nghiên cứu được báo cáo kết quả trong hội nghị ESMO 2021 chứng minh được vai trò của atezolizumab trong điều trị bổ trợ ung thư phổi giai đoạn từ 1B cho đến 3A. Về thiết kế nghiên cứu Empower 101 thì thiết kế này tương tự như là thiết kế nghiên cứu của nghiên cứu ADORA, tức là bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 1B cho đến 3A sau khi đã được phẫu thuật triệt căn, được điều trị hóa chất bổ trợ với số chu kỳ là từ 1 đến 4 chu kỳ, hóa chất có nền tảng là cisplatin, sẽ chia làm hai nhóm. Một nhóm là bệnh nhân chỉ được chăm sóc đơn thuần, theo dõi là định kỳ như bình thường chúng ta vẫn tiến hành trên lâm sàng. Một nhóm thứ hai là sẽ dùng atezolizumab trong vòng 16 chu kỳ và mỗi chu kỳ là cách nhau 3 tuần. Mục tiêu nghiên cứu chính của nghiên cứu đấy là mục tiêu về DFS và xét trên các nhóm bệnh nhân dựa trên cái tỷ lệ bộc lộ PD-L1 cũng như là giai đoạn của bệnh nhân. Kết quả của về DFS của nghiên cứu, kết quả nghiên cứu chính của nghiên cứu cho thấy với nhóm bệnh nhân mà có bộc lộ PD-L1 trên 1% giai đoạn 2 và giai đoạn 3 thì cho kết quả cải thiện về thời gian DFS so với nhóm mà chỉ có chăm sóc đơn thuần, có sự khác biệt rõ về tỷ lệ sống thêm cũng như là có cái P có ý nghĩa thống kê và HR là không cắt qua 1. Thì đặc biệt là trong các nhóm mà giai đoạn từ giai đoạn 3A thì cái sự khác biệt này nó càng rõ ràng hơn, và đặc biệt là trên nhóm mà PD-L1 dương tính, tức là TC lớn hơn 1% thì cái sự khác biệt cũng rõ ràng hơn. Về phân tích dưới nhóm là một yếu tố mà mọi người khá là quan tâm trong cái nghiên cứu Empower 010 này. Trong nghiên cứu 010 thì chia là các phân tích dưới nhóm. Đầu tiên là dựa vào nhóm bệnh nhân có đột biến gen thì sao? Vì chúng ta vừa nói những nhóm bệnh nhân mà có đột biến gen thì thử nghiệm ADORA đã chứng minh được là osimertinib là có hiệu quả trong điều trị bổ trợ. Vậy thì atezolizumab có hiệu quả hay không? Thì với những nhóm dân số mà có đột biến gen, nếu mà tỷ lệ TC lớn hơn 1% thì trong đây chúng ta có thể thấy là cái đường cắt ngang đấy không cắt qua 1, tức là atezolizumab vẫn có hiệu quả trên nhóm bệnh nhân mà có đột biến gen, và đặc biệt là có đột biến gen và có TC lớn hơn 50% thì hiệu quả càng rõ ràng hơn. Còn cái nhóm dân số mà không có đột biến gen thì cũng cho thấy là hiệu quả của atezo so với lại theo dõi đơn thuần, hóa chất và theo dõi đơn thuần, và đặc biệt là cái tỷ lệ TC trên 50% thì hiệu quả cũng rõ ràng hơn. Nhờ hai nghiên cứu Empower 100 và ADORA thì hai thuốc mới là osimertinib và atezolizumab thì đã được đưa vào hướng dẫn guideline của NCCN cũng như ESMO trong điều trị ung thư phổi, bổ trợ ung thư phổi không tế bào nhỏ trên những nhóm bệnh nhân cụ thể nhất định.
Ví dụ như osimertinib thì chúng ta phải có đột biến gen thường gặp. Atezolizumab thì tỷ lệ TC phải lớn hơn bằng 1%. Và với cả hai phác đồ này thì trước đấy chúng ta đều sẽ phải điều trị hóa chất cho bệnh nhân. Và bác sĩ Phượng xin kết thúc bài trình bày hôm nay và xin lắng nghe bài báo cáo của bác sĩ Hường cũng như là các câu hỏi của các quý đồng nghiệp ạ. Xin cảm ơn ạ.